Chú thích cái không gian ở đây không? Nói chung mà là không gian này bây giờ có thích cũng đâu có đâu. Không có hả? Dạ thì cứ chiều chú lên là có. Chiều lên đây con làm cái vườn tre nữa nằm thích cũng kia giờ hưởng thụ. Con lo mình ghé lại thiệt ghé hoài, ghé hoài nó thấy thấy mát quá lên hoài nữa. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của Huy. Mọi người ơi, thì buổi chiều hôm nay thì mình tiếp tục làm video ẩm thực thôi. Thì hôm nay có hai con gà, một con của anh Hải và một con của mình. Thì mình sẽ làm món gà lá é, còn anh Hải làm món gà gì mình không biết nữa. Rồi Di thì đang làm món ốc. Làm một lát là ba món ẩm thực là ăn là đắm đuối luôn. Ở ngoài đây thì Huy vừa mới làm xong khu vực phía sau để cho mọi người xem nha. Đây đó, đây là con đường mà mình mới trải đá này. Đây con đường chỗ cái mái trên mình đã trải cái đá mì ở phía dưới đây, đi cho khỏi nó dính chân. Đây khi mình đi qua bên đây luôn, mình đi xuống này, đó đó, mọi người nghe cái tiếng không, đã không? Còn đây là cái ghế này, cái ghế tụi mình vừa mới thiết kế lại thì nó vững chắc hơn, nhưng mà đang làm thì nó bị thiếu, nó thiếu mấy cái vít để mình bắn á, cho nên là chắc để mai mình làm tiếp, hoặc là chiều nay mình mua thêm ít vít mình bắn luôn cho nó xong cái ghế. Đây, chứ để bữa giờ để hoài không có xong được thiệt luôn á. Có cái ghế này mà hai ba ông làm không được, nhưng mà mình nghĩ là chắc là nó cũng xong rồi đó. Mọi người nhìn có đẹp không? Đó, sau trời mưa thì cây cối nó bắt đầu xanh lên lại rồi nè. Thì cái chòi của mình thì nó cũng sạch sẽ rồi, giờ là chuẩn bị là mình ra đây là mình chế biến món ăn nữa là xong. Cháy sáng luôn á. Dạ. Cháy sáng luôn. Đây là bình xịt hạ sáng cái này đó. Giờ là cũng tầm khoảng 6 giờ rưỡi rồi mọi người. Hồi nãy giờ mới làm xong hai video của Gigi và anh Hải. Anh Hải đâu ta? Anh Hải ơi. Ăn no quá sao mà núp rồi anh? Anh núp em không có sợ mà rau. Giờ mà chuẩn bị làm thêm một con gà nữa cả nhà. ba món rồi. Thì mọi người cũng thông cảm cho tụi mình nha. Hôm nay thì ở nhà Hùng cũng cho mình hai con gà, chung là Hùng đem lên hai con gà đi. Cho nên là mình quyết định là chia làm hai, anh Hải một con, Huy một con,
Thi sẽ làm món lẩu gà lá é để tất cả mọi người cùng thưởng thức trong cái buổi chiều mưa xong nó hơi lạnh lạnh á. Còn anh Hải thì vừa mới làm xong món gà đá lá chanh. Gà đá lá chanh. Cục tát lá chanh. Nãy có gọi chú nữa. Có gọi không? Ờ, giờ nếu mà chú lên được thì lên ăn với tụi mình luôn cho vui. Thì để một lát thôi mọi người biết chú là ai. Cái đó là để cái nước sốt mình nấu á. Bây giờ đây mình đang cho chờ lửa nó hơn. Rồi bây giờ Huy sẽ là người tiếp tục là người biên đạo. Ờ đúng rồi. Anh đã chuẩn bị sẵn hết tất cả nguyên liệu rồi đó. Rồi Huy chuẩn bị nguyên liệu rồi để cho tất cả mọi người cùng nhau làm để tạo thêm cái mối đoàn kết. Đó, cho nó vui. Đây này. Đó. Ở trong cái nước gà nó có dầu sẵn á, mình bỏ vô. Tự nhiên nó chưa sao, nó chưa nóng cái son mà mình bỏ vô liền vậy. Nóng lắm hả? À, đó, thơm nha. Xong chiếc nữa đứng dậy bị một quân luôn. Chị về xong chiếc nữa. Tự nhiên đứng đây làm tiếng chị về xong chiếc nữa đứng dậy bị một quân luôn. Anh Huy mây ớt này này. Ê, từ từ. Lấy lại mấy trái chín để chứ và bữa mình trồng bổ sung dưỡng mình. Cái gì? Ớt, ớt đây nè, ớt đây nè. Cái đó ớt đó là trái nhiều lắm. Đây nè anh. Ớt này chính... Đây là ớt xanh Đà Lạt đúng không? Ớt xim xanh. Đó, người ta... Còn cái là ớt xim thượng đó kìa. Ừ. Cái đó cũng gọi là ớt xim thiện. Ớt xim thượng á. Xim thiện. Ớt siêu thị. Bắt đầu mình nghe cái mùi hành bốc lên nữa. Tỏi. Hay à, gió thổi ngược mà hát bốc hay à. Làm nghe thiệt. Đúng không Tăng? Đúng không? Không. anh hãy chuẩn bị cho. Rồi anh nói lại, nói lại. Anh nói lại. Cái mùi hồng, hành nó bốc lên thơm. Mùi hồng. Mùi hồng nào đây? Rồi. Hồng nào đây? Hồng gì đây? Hồng mà mùi này hôm qua clip này. Hồng mùi hành. Thơm thiệt má. Chị bán hành, chị bán hành tên hồng. Rồi bây giờ mình cho cái nước sốt vô này. Cho nước sốt vô rồi đi cho. Gà nó đang nằm trong tủ lạnh rồi. Lấy cái gimbal ra luôn. Em chỉ bỏ gà vô mình đang trước mình đổ này vô nó không bị cháy. Có đâu, em bỏ vô hết luôn không bao giờ cháy. Ừ, nó săn lại rồi mình bỏ gà vô là vừa. Đây là cái nước sốt mà mình mới nãy mình chuẩn bị để bỏ vô thịt gà mình tao trước. Để cho thịt gà nó thấm vô. Thở xong xíu nữa cái mỏ nhộn quá không? Thở xong lấy nước ngò đây bật tỉnh lên. Bất tỉnh lên. Mà sao tự nhiên mình ngon cái tích gì bắt ốc. Cái tích gì thở ngon trời. Không dồi em nha. Mùi con nghe không? Dạ anh nghe mùi gì? Anh mới nghe mùi hành nó bắt lên thơm quá trời đây. Mùi hành, nó xúc hết từ đầu bạc. Mùi hành nó bắt lên thơm. Còn đá luôn rồi. Từ từ nha, cái đậu bé nha. Đậu bé, cái đậu bé, cái đậu bé. Thả đi, thả đi. Nó còn biết tính rồi mà. Nó săn rồi. Coi, coi à. Lần xảy ra gió. Lần tôi bị thở thôi, không cần làm gì hết á. Lửa nó bay thơm gió nè. Bây giờ thơm nè, anh Hải thấy mùi thơm không? Đâu thấy thơm gì đâu. Bây giờ sẽ trả thù lại vô, trả thù cái này. Thơm không? Thơm không? Thơm không? Ai cũng thơm không? Thơm không? Thơm luôn. Anh đâu có hát đâu mà thở. Ý chè mày dở nói thẳng vậy hết. Chưa. Xà ra. Mùi sáng vô cái thăm môi bây giờ. Bữa nào mình thả đồ nhẹ vô. Hôm qua lại dính rồi đó. Ôi hôm qua dính rồi đó. Môi thăm liền. Môi thăm liền. Ủa không bỏ mấy cái kia vô. Từ từ. Thăm đồ môi rồi. Đây, đây, đây.
chịu không? Mới điền lên lại hết rồi, hết nợ rồi. Lâu anh nãy lâu lắm đó nha. Đúng rồi, lâu chứ. Còn chiều nữa nhanh lắm. Hay có tiếp chiều cuối mà. Cái này có dấu hiệu mà chín một xíu là có thịt luôn à. Buổi tối này thì giữa cái nồi lẩu gà lá é thì chúng ta sẽ kết hợp thêm một vài âm thanh nhẹ nhẹ của guitar để tăng thêm cái phần thú vị cho video của Huy. Thì bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức giọng ca của anh Hải. Anh Hải trong video gấp cái đó lên, giờ lên. Đó. Ủa mà sao nó có 3 cái? Hai hòn. Gấp 3 cái. Tăng 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 tăng. Và sau đây là ca khúc. Chưa thấy hồi âm. Chưa thấy hồi âm. Ca khúc Bất Hủ của anh Nghị Khắc Hải. Rồi bây giờ mình cho cái nồi nước lèo vô đi. Dạ, cái gì em thấy nó cũng hơi sần sần. Bỏ gì cho nước lèo chứ. Nước lèo nó đang nóng. Có cô chú là biết bài này không? Chắc chắn sẽ biết luôn. Bài huyền thoại. Để anh hát bài Giá Từ Vũ Khí đi. Rào đúng rồi đó hay anh. Được luôn. Bài đó dễ bản nguyên. Giá Từ Vũ Khí. Khúc cho em vậy. Thôi mình hát nửa bài không có sao. Vỗ tay mà không quýnh tóc xà lông mà. Hát điệp khúc thôi cũng được. Dạ điệp khúc thôi. Yêu cầu đồng chí Hải là buổi sau. Ủa Giá Từ Vũ Khí với bản quyền hả? Một mai Giá Từ Vũ Khí. Tại em thấy bài nào nó cũng dễ bị dính đó, nên lấy một chừng. Bài đó nó nổi quá, cái đất sao. Đây bấm lên đường nữa mà. Xin con mở đầu bấm. Có tiếng, bấm lại lần nữa. Bài này cũng hay thế này. Bự á. To lắm, để không biết gì ta. Hồn giống anh đi trại vậy. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chính chính tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi. Ngồi con tim héo, em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây. Thép cây răng với lưỡi hào sâu. Lỗ trong mai với những đi lôi đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ trả súng đan này khi sạch nở sông núi rồi anh trở về quê tìm tuổi thơ mắc năm nào vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu với cây đa khóm trúc hàn câu với con đê có chiếc cầu tre đã bao năm vắng chăng anh nên trở thành hòn phế rong rêu rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa rồi anh sẽ đón cha mẹ về rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu với miếng trầu ta làm lại từ đầu rồi anh sẽ siêu em tìm thăm mộ bi kín trong nghi đi buông bạn anh đó đang say ngủ yên xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày cho chúng mình
ta lại gặp ta. Còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chung chủ làn xa, chiều lại vắng. Bếp ai lên khói ấm tình thương. Bát cơm sau thắm môi tình quê. Có con cháu, có nương dâu. Thiên đường này mơ ước bao lâu. Xong rồi, khan tiếng quá. Hay quá. Do mình đang cũng bị khan tiếng, do bữa giờ bị khan. Anh vỗ tay anh nha, đừng có vỗ. Lần này khan tiếng hát nở luôn á. Lần mà hát cái xong cái bài nào là phải quay ba dàn anh Hải. Ông kêu vỗ tay mà ông dân vỗ ông không vỗ mà ông vỗ dây mình chết không á. Xỉu luôn. Vỗ tay còn bài ta đi qua bên đi. Ơi, cái đoạn của Trần Tùng. Cái đoạn gì đó. Nãy là bài chín chưa? Chín chưa? Chín rồi. Một bài. Báo 500 một tờ. Đâu ăn đó. Xuân sướng không bao lâu. 20 năm sau chạy số cho nhà hàng. 20 năm cuối về hưu. Chào chú. Dạ chào chú. Hồi này mới tối mà ba. Là hai mạnh á. Là nhiều lúc á có hai đen. Là hai ông hai bố á. Như đó là ông ba. Ông ba Long, ông ba Long, ba ba Sáu á, hai hai bố á. Hai ông ở nhiều đó là nghĩ à. Là bữa có ông bự có lên. Ông bự có lên đó. Kính thưa tất cả các chú anh chị thì nãy giờ là tụi mình đang làm thì Huy cũng có kêu Hùng là thưa gọi thử xem chú có rảnh không thì chú vào đây luôn. Thì rất là vui khi mà chú cũng có một chút ít thời gian để ghé Sâm Dừa chơi và trải nghiệm thử cái bữa ăn chiều ở đây như thế nào. Chào diện hay giả nhé. Vô. Là bây giờ có màu mặn rồi. Được chưa? Chưa có giống màu mồ. Chưa nói mà tay bắt mặt mừng. Ba bốn chấm dừa kìa. Chứ bây giờ thì... Nói chung là cháu nó... Chấm dừa mồi rồi. Có cái là mồi lâu lâu nay rồi, chứ không phải bây giờ. Nhân tân là... Thì bây giờ nó có mồi vậy mình thì mình cũng lên... Dạ, có chiến nhớ mỡ. Là dịp là Khánh Thành... Đầy đủ không? Cái nhà mới ba chấm dừa. Dạ, Khánh Thành nhà mới. Chà. Là bữa nay là khai trương. Là đầy đủ là đường đi đường đồ nước bước cũng ít thơ, cũng còn bán lẻ là một xíu nữa thì dẫn ra cái đường chọc nó khác. Còn cái đường đi thì không nhớ đây chú ở đây. Ủa, con làm cái nhà mới một bao nhiêu khách đấy hả? Dạ nguyên nhà này không. Khách rất là đông luôn chú. Chắc đó kiểu, kiểu này chắc đây mới Khánh Thành lại nữa quá hả? Dạ đúng, đúng, lúc nào Khánh Thành á đó là hôm nay mình làm món gà lá é và mình có mua một cái bộ nồi. Bộ nồi đất để mình làm thử xem cái món này mà ăn trong cái nồi này nó có khác ăn cái nồi bằng như thế này không nha. Không? Dâu 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 chưa? Giờ thì trời bắt đầu nổi gió hơi lạnh lạnh á. Cho nên là mình ngồi đây mình ăn cái nồi lẩu này nó sẽ cảm thấy ấm áp. Chú ngồi trong đó có ấm không chú? Ngồi rồi lửa nóng luôn ấm rồi cái ấm mà ấm nữa. Bây giờ anh đi trật cái lung tung quá là anh lạnh á, giờ giờ lò lửa nó ấm lại đúng không? Rồi bây giờ là Di sẽ dò lá é bỏ vô. Wow ngon không? Ủa món này món gì xíu vừa? Dạ lẩu gà lá é. Là khi mà nó sơ lên rồi bỏ lá é vô. Có cái nắp không? Ở quan trọng ở ngoài sau lưng em kìa. Lá é mà anh ăn lá é nó khô còn gà đơn đó. Ăn dễ cảm luôn. Chắc là phát biểu gì không? Lâu nay gặp chú có gì không? Dạ thì đó, từ từ để con nói. Con nói về chú ạ. À. À. Mà cũng định xuống thăm chú mà hôm nay lại có dịp gặp chú tại Sớm Dừa TV. Nói chung thì mình Hải bây giờ có cái hướng giờ thì muốn dạ. Ngày nào ghé xuống là không được. Dạ. Nhiều ngày mà. Ngày mai, ngày mốt. Dạ, mai con xuống. Ừ. Mà hai chú cháu mình thả lưới tới đó luôn. Dạ. Mình xách ra nướng dạ. Luôn. Đúng không? Dạ. Lấy từ lưới xách xuống dạ. Tới gà ra vỗ lên đi bắt xuống. Bắt cá hả chú? Bắt cá lên đi bắt. Hỏi có ở nhà không này quan trọng là
À, đó bây giờ thì nó đang quay thì hỏi bây giờ là ở nhà thiếp à, mai thả lưới xuống có ở nhà không á, mai đi lúc nào mà ở nhà đâu. Ủa mai mai chủ nhật hả? Dạ mai chủ nhật. Không có mai thứ tám. Tắt máy mình. Ủa phải ở đó là ở chung ông bà già hả ở thiếp? Dạ con ở con. Cái nào nó nóng chưa ta? Ở đâu trên đó trắng hay là nóng rồi đúng không? Đâu cửa ra tao. Ồ đã người ta. Ồ đèn sao lên, đèn sao lên. Lần đầu tiên mà mình thưởng thức cái nồi lẩu gà lá é trong cái nồi đất như thế này luôn nè. Bây giờ hai lão sư. Dạ. Rồi bây giờ múc cho ông qua với lại chú Sang mỗi người một chén. Ông qua hình như không có ăn thịt gà được tại cái răng đang bị đau. Chú răng cái chung để đây nha. Rồi cái để đó chú Trang xì dầu cũng được. Đó tôi có tôi như đây. Mắm gì mắm anh hải sao luôn. Nói chung là bây giờ vô mình ngồi đây là tự nhiên là mình ai nó ăn thích ăn nhiều lắm đấy. Không thì làm múc ra. Để không có cái tự nhiên. Không có là ý cái nào ra cái nấy thì cho dung luôn đi. Dung luôn. Tới rồi tới. Trời ông múc cái tôi hả? Tôi đâu có ăn bún đâu, để đó đi. Vô là ông bà cố tình bún mà không ăn bún để đó. À, ông bà cố tình bún thì cái để đó. À đúng không? Để không, không, không. Anh Hải. Gì anh Hải cực cực. Rồi để đó. Để đó này ba chút vừa. Anh Hải có cái câu hỏi gì gửi tới hai chú không? Con đổ vô lại chú. Anh có thắc mắc cái gì không? Ăn đâu. Tại sao gọi là gà lẩu gà lá é? Chưa dám hỏi luôn. Mà không là là lá cá. Thêm xíu. Sự tích của lẩu gà lá é hả? Sao gọi là lá é? Ba chấm dừa kể sự tích của gà lá é hả? Còn bây giờ là ý tôi hỏi bà thế đó là sao mà không là ăn bún là bà cố bà nội tên bún mà không dám ăn. Khá là mình cũng ăn mà ăn từ từ ăn. À từ từ ăn. Thì bây giờ bỏ vô. Không có ăn bún bây giờ. Hấp cái nước này nè. Hấp thử cái nước. Tại vì ăn bún no sao ăn gà. Tranh thủ nha, coi chừng cái nước nó sắc lại là nó bị đậm đó nha. Từ. Nó đậm quá thì lát chặt thêm cái dừa nữa. Không có đứa nào dám ăn luôn á. Chứ cho đừng có múc nhiều á. Mày cũng không ăn thịt. Thì không ăn để đó. Muốn làm cái gì cả. Đúng không? Lá é đó. Lá é hả? Có lá é này. Lá é luôn. Rồi bây giờ không ăn thịt cái để yên nó. Gà là nấu é là khi mà xôi nhúng é vô. Mò mấy dạ, con. Dạ. Mời chú ăn. Món này là mình lên menu rồi nha. Thử, có menu rồi đó. Chắc thay thế cho người ta ngay. Rồi sẽ mò nha. Dạ dạ. Sao bây giờ là mở nhà nha. Thử đi. Dạ. Thế lại cho người ta. Thiệt á, anh nhờ thích ba cho Thiên rồi. Từ từ. Lá é nó thấm dư bún luôn. Ăn bún nó cũng như lá é luôn mà phải ăn lá é vô chứ. Có vị xả này không? Đúng không? Lá é này nó vừa bị bệnh ho nữa. Chú cho gút trong nước. Ngon mà ba xíu vừa. Không có ho nhưng mà con cái là hồi chiều tôi ăn là cái khoản kia là uống thuốc nhất răng là biết mà là sao đường nào á là phải ra ăn gà nhất răng sao ăn gà mà ăn á là ăn cái nhất dạ là chưa ăn cái gì của ông Hải là cái gì là gà hấp chanh hấp lá chanh của ông Hải chưa ăn cái gì cái này là gà là nó ý là cái nhất mà khi mà nhất ăn cái gì cái đó là mà chưa ăn cái gì nè là khán giả này rất quan trọng chú ăn chú sao là sao hiểu gì hết các bạn nhưng mà ăn là bữa nay á là có ông nhà sếp là phải ăn kệ nó nhất là nhất cái răng nhất á mà nhổ cái răng gì răng nhất hả cái răng nhất mà không nhổ răng gì á thì xin cái răng hả bỏ đồ vô thêm cho nóng rồi xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức vua nồi đất này nó mềm mềm đúng lắm á là nó thơm mùi nó ý é bỏ cho nhiều rồi xìu hết rồi tăng nó đổ bỏ tăng ra rồi tàn hình không mà tàn hình thôi ơi giữ càng ra không giữ càng ra không không hết để nó mà sang chế mì tôm đô gạt ra nó còn cái này mà không ăn không hết mình mai mình chế mì tôm tiếp bỏ trong nửa cái ớt luôn dạ múc nậu với ớt vậy không giờ ăn ớt là có bây giờ hơn 10 trái ớt luôn mà ai múc tôi múc với ai mà
Đó để có thể là muốn quá nhiều bà biết. 6 7. Cái giá bự múc cái nước vô đây. 8 tròn tròn chục trái. Mà không chịu ăn bún. 10 12 trái lận. Chục chục sao này? Tôi tưởng món gì lạ lạ mà tôi trời ơi không. Sao bây giờ vô cái này 12 ăn cái là 13 trái rồi. Mà sao mà không chịu ăn bún? Tặng tái hả? Cũng cũng. Cái này thiếu nước quá. Thiếu nước rồi. Đây là cái dừa. Dừa. Dừa vô là nó ngọt. Thì có nước dừa không? Dạ không. Cái này là con chưa có bỏ nước dừa. Lúc nào con nấu nước luộc gà con sử dụng lại. Dừa. Cũng là nước gà của anh Hải. Mời cả nhà luôn cùng thưởng thức với anh em mình. Đồ. Nhìn rất là ấm cúng luôn mọi người. Nhìn cái mà sao mà tôi hỏi ba thiếp mà sao mà không chịu ăn bún mà tôi lại phải ăn bún được không ăn gà. Ăn đây tự nhiên đây. Đó là tự nhiên phải không? Thơm mùi lâu quá. Cái gì? Là y. Là quê. Món này món luộc hả? Cái này là không có luộc nhưng mà nấu ý. Nhưng mà vớt ra. Gà nhiều lắm á, mình ăn cứ thoải mái. Sao chú thấy cái không gian này chú ngon có thích không? Thì bây giờ chú xuống dừa đâu hỏi gì. Ở đâu đâu, hỏi gì nói hả? Ba xuống dừa này. Chú thích cái không gian ở đây không? Từ từ. Nói chung mà là không gian này bây giờ có thích cũng đâu có đâu. Không có hả? À. Dạ thì cứ chiều chú lên là có. Chiều lên đây con làm cái giường tre nữa nằm thích một cái giường hưởng thụ. Có. Lâu mình ghé lại thêm ghế hoài, nó thấy, mát quá lên hoài nữa. Mà nếu mà lên bài treo đậy như nếu ngủ về ao á lỡ rớt nào cục giống ở đây ngủ chúng tôi mùa hè nữa bữa nào cho chúng mượn ngủ đây dưới ba chúng vừa dài đêm á ngủ tâm sự tâm sự nói cho là lâu quá rồi thì bây giờ là uống trà phải không vô đây đòi ông giá hả đòi ông giá từ trường đức mà ông đức là ngon đúng không anh vừa ăn ngon lắm hay ăn ngon ok luôn rồi tao cái đây còn hả mắm á để qua đây nè cho cái chỗ hi ngầu luôn đâu để ngầu rồi đây cũng được để nãy thoải mái mà sao đâu đây rãi mà đây thì sẽ đặt cái góc xéo bên này sớm giờ là vi cùng một góc anh Hải cũng không sao cái cục đó thì vẫn còn thì cái đèn của mình nó mới hết pin đâu mọi người. Đèn của mình thì nó hơi yếu công suất chút xíu. Bây giờ mình sẽ thay một cái. Đâu cái chén của anh đây Phan. Rồi con cũng mời chú nha. Giống như cúp điện hồi xưa là bắt đầu ngồi chờ. Nhưng mà thích nha. Cứ cúp điện là phái lắm. Điện được đi chơi. Cúp điện đi chơi có học hành gì hết á. Rồi bắt đầu là cái gì? Có thay đổi bộ mã hết đấy. Ngồi chờ. Hùng ở bên ăn sáng mà. Có rau răm nữa kìa, sao không bỏ rau răm vào ăn? Đây này, hình như là có ngò, có ngò ôm đồ cái thứ nữa mà chín. Sao không nêm vô không ta? Rau răm để sống, đừng có bỏ chín vô là lấy bỏ chín. Cái đây này, cái rau mùi này. Rau mùi mình bỏ như cho nó thơm này. Đừng bỏ mùi vô đi, vừa ăn sống. À đói ăn ngổ cái rau ngổ nêm hả? Dạ dạ. Thơm nãy giờ mà không bỏ vô. Cắt nước ra luôn, đổ vô để nó khô nước á. Thấy vậy mà ăn hết nước luôn hả? Mà nãy á là phải chặt hai trái dừa để sẵn nữa, nó khô nước châm vô. Đúng không Tân? Ủa sạch son luôn này. Thấy vậy mà ăn muốn sạch son luôn không? Hồi chơi ý không? À không đi được không? Là phải nước dừa chặt là để yên nó. Vô ba xuống dừa. Rồi, mà chú mời khán giả luôn. Ông già thiếp là bất ngờ cũng có là thiệp mời phải không? Nhưng mà bất ngờ mời nhiều nữa mà đâu không nói chung là không có thời gian là gian bao nhiêu rồi, nhưng mà đây nhổ cỏ kiếm ngắn không ạ? Chứ mình gần đây thì mình tình cờ lên hay hơn chứ không? Ai kêu tôi đó? Có tôi đây hả? Còn cái chén nào để mình múc mắm à? À chén về sau rồi lấy anh cái chén rồi. Dũng vô đây cho nó nóng nóng lại. Cái này không có sao đâu, như bữa rượu. Ủa, trà đâu một số rồi. Hả? Uống trà nhớ rượu đó. Trà. Đâu, ý mình nhắc cái rượu hồi bữa. À, uống trà thế mà đem vô cái rượu đó là
là cái vị thôi trà chứ này, không phải là uống nhiều. Trà này hay bị gió còn, nha. Trà ngon là nó màu xanh, nó do trà trà lá nó màu xanh xanh lỗ quá. Trà lá mua vị lộn mua lộn quá á. Bán trà lá xong ra. Có cái ngọt ôm nữa nó thơm lắm. Ôi chết cha. Nhăn đây luôn. Nước dừa mưa chứ. Nước dừa chứ. Nó nói chứ là nó có sẵn chứ. Trà đó. Wow. Vô luôn cho nó khỏi à, ngon. Nên sớm dừa là phải có dừa chứ. Dừa phải có ngon dừa ngon cho, không có xanh có đỏ chứ. Ta đưa tay mà nghe, không, nghe, thằng Tân nó mát tay. Thụng tay thôi. Nghe, nghe, nghe ta đồn đấy, sớm dừa sát sát rửa mặt bằng nước dừa không hả? Không có đâu uống chứ không phải rửa mặt. Tắm nó nói sang. Không phải nói như công tử. Nghe mấy bạn nó nói vậy, biết đâu. Có luôn. Dừa nhiều quá. Tắm. Không phải là nhiều. Là ý là sáng sáng là uống là cho nó chút dừa mà sau ba chút dừa cái thằng cả lời không á. Có đâu thì bây giờ là ba chút dừa làm trước đúng không, còn chút dừa nó mới đặt sâu, còn mà khi mà mai sáng là uống nước là cho lãi nó xuống, nếu mà lãi lên nó uống nước dừa vô nó không có bị bụng đúng không. Còn thì bây giờ sớm dừa thì nó chủ yếu làm ăn thuật thôi chứ đâu biết mà trị cái lãi đâu đúng không. Đâu cũng cần thời vô cái cho hết rồi làm miếng nữa coi rồi sao coi. Dạ, dạ, dạ. Ông mà có tình tình bún rồi đâu dám ăn bún đâu. Ăn đại khái tôi ăn ăn sâu ăn sâu hả? Chứ không phải ăn mặn đỏ nước uống nước trà đỏ nước hết ăn luôn. Gần về ăn chén rồi. Rất là ngon luôn. Hôm nay thì wow, dù là miếng cà giòn nó ngót ngót có dai dai. Cái miếng cà bỏ vô nó ngọt. À, thay vì măng thay vì măng thì bỏ cà. Miếng cà mỡ cà mỡ cà mỡ. Rất là ngon luôn. Mà đặc biệt hôm nay là cái gia vị mình chuẩn bị nha, nhưng mà của tất cả mọi người cùng làm chung với nhau thì nó sẽ ngon hơn đúng không? Là phối hợp. Mỗi người một tay thì nó hay hơn. Có biết thiếu gì nữa không? Dạ. Thiếu thiếu vàng nữa. Cái vàng chua chua. Cái đó là khác. Còn tính bỏ mè vô á. Không mè nó ngon. Không không không. Quên. Có mấy miếng chanh quên chứ. Có đâu, đừng có bỏ, đừng có bỏ cho nó phản, nó phản có hột phản. Đúng mà. Rồi ba sếp nói vậy. Nó mới có chanh. Lá giang là nấu chua lá giang, còn lá ý là ra lá ý, bỏ lá giang nó phản liền. Nó ra mùi chua nó phản liền. Ý nó không có mùi chua. Còn mà vô cái lá giang là thà nấu lá giang là lá giang. Cái giang năng này được không ơi? Chúc mừng. Được. Cái nhà luôn. Đếm đếm còn mấy cái mấy cái. Ba hòn. Ba hòn luôn. Ba hòn. Hai ăn anh Hải ở đó có hai hòn à. Ăn thêm hai hòn thành bốn. Dư rồi. Vô nè. Không. Được cái này được không? Được. Ủa. Mời xem thì mùi đúng không chứ đâu. Ngon lắm rồi. Bà con. Lần nữa ông bà nói là ăn gì bố nấy. Dạ. Ừ. Có sôi lại này múc tí mấy này. Ăn không? Anh định mình húp hết cái nước, mình thử cái nước này. Nó khác hẳn luôn á chị, khác lắm á. Mình đổ nó vừa ra phải ngọt cái. Mà không vô cái nào đất nó biến. Đúng rồi, vậy cái nào đất nó ngon. Cái nào đất nó mà hay ăn lẩu, cái nào đất nó mới ngon hơn cái nào. Nó ngọt mà kiểu gì đó, thanh thanh, lạ lắm. Nên hồi nãy em kêu anh chặt nước vừa mà anh làm biến. Nó ngọt mà nó nhẹ nhàng. Mà nó sơ là nó không cho quá độ. Nó cái giữ cầm tầm 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 nó nhiều nhiều đó không biết. Nó vậy á. Không mà trăm không mà đi hồi trước mà ông. Ở bầu trúc mà. Đúng không phải? Chắc cũng bể cũng mấy mấy lần là mới có kinh nghiệm. Có rồi mới kinh nghiệm. Mới xuống hỏi tại chỗ. Về để đồ khô. Bỏ nước thêm vô, nước liền. Mà ngâm nước vô nó thấm hết, không bao giờ cái này ngâm nước không bao giờ nước nữa. Ngâm nước đó thấm luôn. Đốt rang cỡ nào? Không phải. Trúng. Mà đốt này ruột nó chín rồi nó cũng giảm độ cay rồi. Là nước cay bớt. Đã bỏ vô cho nóng lại này. Đúng không? Mà cái nào rất là kêu quy đó. Bây giờ thì ngâm nước không bao giờ. Bên kia đang mở nhạc á, cho nên là chắc là tụi mình sẽ tranh thủ ăn miếng. À, đây để lỡ mà nó dính bản vị âm thanh vô thì cũng hơi khó chút xíu. Ủa là tắt nó dạ
Còn bây giờ là Huy sẽ quay những cái cảnh phụ. đặt mấy cảnh phụ thôi nha. Cho nó hát lên để nhiều lúc là ép bụng nó rồi. Rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Huy nha. Bây giờ chắc Huy cũng xin phép kết thúc video luôn. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chú với lại ba cùng thưởng thức cái món ăn này. Rồi. Cảm ơn con nha. Cho thoải mái nha chú. Rồi, bye bye mọi người. Bye bye. Quay. Thả nó ra. Quay làm miếng thôi. Rồi, bye bye rồi. Rồi bây giờ tự nói rồi để tự nhiên được. Rồi tự nhiên ạ. Thì bây giờ mình làm khu đất. Sau này mình cũng trả về cho đất. Đúng không con? Đường nào cũng trả về cho đất. Gái cho không trả được. Một xưa ông không phải đâu đó. Còn miếng bún nữa, bà có thịt bún rồi đâu có dám ăn đâu. Bún được. Lấy con trùng thịt. Xài. Con nào thiếu, chăm vô. Đừng có bỏ quá nhiều mà nó bị dư. Rồi vài bữa đổ ra rồi nó mau mưa. Chứ không phải không đáng lắm. Con đang ở lại đó. Nó lại nhập lòng á. Mày không đang chờ con không ạ? Thích ăn này rất khó là bữa trước khi đi tính qua chào chú tí ở đây mà con. Ừ. 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 Ừ.